Xin chào các bạn, mình là Lê Văn Độc. Và đây là một cái chủ đề mà mình đã trăn trở mấy ngày hôm nay thì mình mới làm được. Thì thực ra thì nó cũng tương đối là nhạy cảm nên là mình cũng suy nghĩ mãi. Nhưng mà quyết định chia sẻ lời Chúa thì mình sẽ cố gắng chia sẻ hết. Thì trong cái video này mình sẽ chia sẻ về cái việc đó là tin lành và việc từ thiện. Và mình sẽ bàn về các vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là việc công đức là việc của tấm lòng. Vấn đề thứ hai là việc làm công đức này là một việc tốt và sẽ là điều mà Chúa ưa thích và Chúa sẽ ban thưởng cho. Việc thứ ba là việc làm từ thiện này cũng là một cái việc mà có nhiều người lợi dụng nó để làm những cái việc trái, tức là lợi dụng nó để làm cái không hay. Thì là cái mặt trái của cái việc công đức này mình sẽ nói rõ. Rồi và cuối cùng là chúng ta sẽ bàn về cái việc là Chúa Giêsu dạy dạy làm từ thiện như nào là đúng ý muốn của Đức Chúa Trời. Làm từ thiện như nào thì mới được Chúa Đức Chúa Trời ban phước. Rồi chúng ta sẽ vào luôn phần đầu tiên là mình muốn chia sẻ với các bạn là bàn về cái việc công đức là một cái việc tốt, là cái việc khuyến khích Chúa muốn chúng ta phải làm. Thì thực ra thì Chúa nói rất rõ trong Kinh Thánh, thì mình sẽ muốn nói với các bạn một cái vấn đoạn Kinh Thánh đó là Matthew chương 6 từ câu 2 đến câu 5, nhưng mà mình lại chưa trích dẫn ở đây, thì mình sẽ vào Google mình search cho các bạn là cái vấn đề cái này. Thì trong Kinh Thánh thì mình sẽ khởi đọc nhé, khởi đọc này. Khởi đọc là Chúa Giêsu dạy về việc làm phúc nhé. Chúa Giêsu về việc làm phúc hay là việc từ thiện đó. Phải thận trọng khi làm việc phúc đức, đừng cho mọi người thấy, nếu không các con sẽ chẳng nhận được phần thưởng gì từ cha các con ở trên thiên đàng đâu. Khi biếu cho kẻ nghèo, đừng làm như bọn đạo đức giả. Họ thổi kèn trong các hội phường và phố chợ để mọi người thấy và kính nể. Ta bảo thật, họ đã nhận được đầy đủ phần thưởng của họ rồi. Cho nên khi các con biếu kẻ nghèo, đừng để người khác biết, hãy biếu cách kín đáo. Cha các con là đấng thấy những hành vi kín đáo sẽ thưởng cho các con. Ở đây nó thiếu cái câu là tay phải làm thì không cho tay trái là che biết. Thì nó không có lắm. Thì mình sẽ lấy một cái bản khác này, viết về Christian này. Đây. Thì mình sẽ làm từ câu 1 đến câu 5 nhé. Thì câu 5 là Chúa sẽ dạy về việc Chúa dạy về việc từ thiện này. Hãy giữ đừng làm sự công bình trước mặt người ta cho họ đều thấy. Bằng không thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của cha các ngươi ở trên trời vậy. Câu 1 rất hay là làm sự công bình trước mặt người khác. Vậy khi ngươi bố thí tức là làm phúc đấy hay là từ thiện đấy, đừng thổi kèn trước mặt mình như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường để được người ta tôn kính. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thí được kín nhiệm, và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Rồi các bạn sẽ thấy là trong cái chương số 6 này đấy thì là Chúa dạy rất nhiều về việc làm. Chúa dạy là đầu tiên Chúa dạy luôn về cách từ thiện. Rồi sau đó Chúa dạy cầu nguyện này. Chúa dạy là các ngươi phải có lòng thương xót, cách đối xử với kẻ thù, rồi là cách các ngươi làm ăn, cách các ngươi kiêng ăn. Giảng dạy rồi tất cả mọi thứ là Chúa dạy hết trong này, và đừng lo lắng, rồi Chúa chỉ dạy.
Đức Giê-hô-va vay mượn, cho Chúa vay mượn và Ngài báo lại việc ơn lành ấy cho người. Đó, thì đây là một cái câu mà rất hay khích lệ nhau. Rồi chúng ta sẽ thấy câu đó là câu khác, đó là phước cho ai có lòng thương xót vì sẽ được thương xót. Các bạn ạ, phước cho ai có lòng thương xót thì sẽ được thương xót. Chúng ta được Chúa thương xót, chúng ta hãy thương xót người khác. À, hãy thương xót các bạn nhé. Rồi Matthew chương 5 câu 7. Rồi cũng có một câu kinh thánh khác là trong Giăng 3 câu 17. Ở đây là sứ đồ Giăng viết là nếu ai có của cải đời này thấy anh em mình cùng đường mà chặt dạ, ở đây là chặt dạ nhé, mà chặt dạ thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thế nào ở trong người được. Người nào yêu mến Chúa thì là người cũng yêu mến người khác, biết dâng hiến, biết ban cho, đúng không ạ? Đó là một điều rất tốt. Thực ra thì trong Kinh Thánh có một số đoạn đấy, Chúa có dạy đó là có một lần là khi Chúa nói là, mình không nhớ ở trong Kinh Thánh nào Chúa nói là khi có ai đó đến cầu cứu hay đến xin, đến vay mượn các con ấy, thì mà các con đang có thì đừng nói với họ là hãy đi rồi ngày mai quay lại ta sẽ cho. Thì thực ra là cái đấy là cái từ Chúa khéo, và Chúa dạy câu đấy là Chúa nói là chúng ta đừng nên chặt chẽ như vậy. Chúng ta hãy giúp đỡ người đó ngay lập tức. Có ai giúp đỡ cần giúp đỡ, chúng ta hãy giúp đỡ ngay lập tức. Chúng ta cũng thấy là Chúa dạy người trai trẻ này, Chúa dạy người trai trẻ là người giàu có đó, người trai trẻ giàu có là hãy bán hết gia tài đi mà bố thí cho kẻ nghèo để có phần thưởng ở trên trời, rồi đến mà theo ta. Chúa cho chúng ta cái quyền, cho ta cái quyền đó là quyền bố thí, là cái quyền mà chuyển cái phước ở dưới đất lên trên trời. Tức là các bạn thấy là cái gì ở dưới đất mà chúng ta đang có, đó là cái cơ hội mà chúng ta giúp đỡ người khác, cái cơ hội mà chúng ta được quyền chuyển cái ơn phước đó lên lên thiên đàng. Chúa sẽ ghi nhận cái việc làm của các bạn, Chúa sẽ đánh giá cao cái tấm lòng ban cho, đánh giá cao cái việc làm của các bạn như là người trai trẻ đó. Nếu làm theo ý Chúa thì sẽ có phần thưởng ở trên trời. Và đến theo Chúa Giêsu thì chúng ta cũng làm một cái như thế. Là khi các con làm việc thiện đừng thổi kèn trước mặt mình như những kẻ đạo đức giả làm trong nhà hội và ngoài đường phố để được người ta khen ngợi. Thật ta bảo các con, những kẻ ấy đã nhận được phần thưởng của mình rồi. Nhưng khi các con làm việc từ thiện thì đừng cho tay trái biết tay phải làm gì, để việc từ thiện của các con được kín đáo, và được cha các con đứng thấy trong nơi kín đáo sẽ ban thưởng cho con. Đấy, thì ở đây cái điều này nó cực kỳ hay luôn các bạn nhé. Mình muốn chia sẻ với các bạn đó là Chúa dạy chúng ta về cái việc mặt trái này, đó là rất nhiều người khi đi làm từ thiện ấy, thì có những cái hành động đó là muốn người khác phải phải ghi công cho mình là tôi đã từ thiện, muốn người khác phải phải ghi lại số liệu là mình đã quyên góp bao nhiêu, rồi là muốn người khác là phải nói và nhắc đến mình, phải cảm ơn mình vì mình đã làm từ thiện rồi. Thường thì các bạn làm cái việc gì ấy, thì cái tay trái này phải hỗ trợ tay phải làm. Đó. Cái tay trái nó không phải là tay thuận, thì cái tay thuận này thường làm rất là nhiều việc khác nhau, và cái tay trái phải luôn luôn xăm xăm để hỗ trợ cái tay phải. Thế nhưng mà Chúa dạy là cái việc từ thiện nó giống như là việc làm của tay trái thôi, nó là một cái việc phụ thôi, và chúng ta làm chúng ta không cho tay phải viết. Tức là nó Chúa dùng một cái ẩn dụ là hai cái tay là hai cái gần gũi nhau nhất hàng ngày mà Chúa sử dụng, đó là làm cái việc này nó tế nhị, nó kín đáo đến cái mức độ là hai tay không được biết nhau thì chúng ta làm cũng không nên cho người khác biết. Đấy. Nên Chúa nói này, hãy cẩn thận trong việc làm từ thiện, đừng nhằm phô trương trước mặt người ta, đấy, trước mặt mọi người. Thì chúng ta lấy là thấy rằng là ở đây á, mình sẽ bàn về cái việc đó là có một số, nói thẳng đi, là
anh chị em tín hữu và mục sư rồi cũng như anh chị em khác đi làm từ thiện thì có chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội. Thì các bạn biết là Chúa đấy, Chúa gọi những kẻ mà đi làm từ thiện ấy mà phô trương ấy, thì Chúa gọi những kẻ đó là kẻ đạo đức giả. Bởi vì chúng ta biết rằng là cái việc làm từ thiện ấy nó xảy đến bởi tấm lòng thương xót các bạn. Vì Đức Chúa Trời của chúng ta có một cái của sự thương xót nó vào trong cái công cuộc sáng tạo, nên là khi mà bản thân con người chúng ta được tạo ra, con người chúng ta cũng có một cái lòng thương xót. Thế nhưng mà Chúa Giêsu bây giờ Chúa giảng là Chúa rất ghét và Chúa cực kỳ không thích những cái người mà làm việc từ thiện không phải xuất phát từ lòng thương xót. À, mục đích là người để cho người ta được khen ngợi, mục đích để người ta được nhắc đến và nhớ tên, chứ không phải mục đích người ta là có lòng thương xót mà làm từ thiện thật. Chúa cực kỳ ghét những con người này và Chúa gọi thẳng là người đạo đức giả. Thì có một số anh em và một số người cũng nói thẳng với Lộc là những người tin lành mình đi làm ấy, thì đi làm từ thiện ấy, thì nên làm theo lời Chúa ở trong cái chỗ này. Thì đó là chúng ta không chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội giống như các tổ chức khác. Thì mình cũng bàn về việc này, thì cái việc câu nói đó nó cũng có đúng mà nó cũng có cái không đúng, thì mình sẽ nói chi tiết như thế này để chúng ta được bàn thảo với nhau. Cái điều đầu tiên ấy là mình muốn bàn đó là việc làm từ thiện ấy là một việc tốt, và nó là một việc có thể nói là một việc có giá trị, đáng được ca ngợi, đáng được nhớ đến và đáng được nhắc tên. Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta giúp đỡ người khác mà để khoe khoang ấy, thì cái việc từ thiện nó trở nên một việc rất là tầm thường các bạn ạ. Mình nói thì không biết các bạn có tưởng tượng không, tức là nếu như các bạn mà giúp đỡ người khác rồi là đi khoe khoang tôi đã giúp đỡ người ta, thì cái việc đó bình thường lắm, thậm chí là nó khiến cho cái con người của bạn ấy là người có tiền đi giúp đỡ người khác mà rồi cũng trở thành một người rất là tầm thường trong mắt người khác. Thì mình muốn chia sẻ như này, tại sao lại tầm thường, và Chúa rất là kỵ cái người mà giúp đỡ người khác rồi khoe khoang là tôi đã giúp đỡ nha. Thì chúng ta ấy biết rằng là Chúa sử dụng cái tay phải tay trái là như thế này, cái người người chú bác trong gia đình để giúp đỡ người cháu đang nghèo khổ. Câu chuyện thật mà mình chia sẻ với các bạn là hai người có mối quan hệ rất gần gũi với nhau trong gia đình giúp đỡ nhau, người chú thì giàu có mà giúp đỡ người cháu thì nghèo khó. Thế nhưng mà khi giúp đỡ cháu tiền bạc để làm ăn gì thì lại đi khoe, lại đi nói với những người khác trong gia đình là tôi phải giúp đỡ nó thế này thế kia, tôi đã giúp đỡ nó này kia, nó có ngày hôm nay hay nó trở thành như thế này, nó buôn bán thắng lợi chỗ này chỗ kia là do tôi giúp đỡ, thì làm cho cái người cháu ấy họ rất là chạnh lòng. Đó. Rất chạnh lòng, bởi vì làm như vậy thì thực ra nói thật các bạn ấy, thì là dù người nghèo hay là người giàu ấy thì họ đều có một cái sĩ diện riêng các bạn ạ. Đó. Một cái sĩ diện riêng. Đấy. Khi mà chúng ta làm thế thì chúng ta tự dưng đánh vào cái họ, thường khi họ nghèo họ thường là tủi thân rồi. Mà chúng ta đánh làm chúng ta đi khoe là ta giúp đỡ họ thế thì họ rất là tủi thân. Đó. Rất là tủi thân các bạn nhé. Các bạn cứ giả dụ xem ai mà giúp đỡ bạn ấy, xong rồi người ta cứ đi khoe là người ta đã giúp đỡ bạn thế này thế khác, nhờ họ mà bạn được thế này thế kia. Ăn nhờ họ mà bạn mới có ngày hôm nay này khác, mà người ta lại khoe trước đám đông nữa, thì cái điều đó nó là như thế nào? Thực ra thì đối với Lộc thì nếu mà ai giúp đỡ Lộc thì Lộc cứ cảm ơn, mà Lộc sẽ ghi nhận cái công ơn đó và Lộc sẽ đánh giá cao cái việc giúp đỡ đó, dù người đó có là đi khoe khoang. Nhưng mà có một số người họ không như thế đâu, họ đã nghèo đấy thì họ rất dễ bị tổn thương vì cái nghèo đấy của họ. Thế nhưng mà một số người lại đi khoe khoang thì làm đi mất cái giá trị từ cái tấm lòng, mất đi giá trị thiện tâm các bạn ạ. À, cái nhân văn nhất, cái ý nghĩa thật sự nhất của việc từ thiện là nó là từ tấm lòng ban cho, từ tấm lòng thương xót mà giúp đỡ, nhưng mà
chúng ta lại cứ đi khoe, chúng ta cứ đi nhắc đến chúng ta, nên là trước tôi đã cho ông, trước tôi đã giúp đỡ ông, trước tôi đã làm như này cho ông, nên là như thế rất là khó. Có một số người họ họ chạy họ không giờ họ cho họ không bao giờ họ vay những người mà cứ đi khoe vậy nữa. Thế ngược lại thì các bạn biết là trong cái ngày tháng vừa qua thì cái việc đó là Việt Nam ta trải qua hai cái Covid, rồi là hai lần lũ, bây giờ lại hai lần bão liên tiếp, thế là 6 cái nạn rồi, sắp tới là một cái bão nữa là 7 nạn, thì là việc từ thiện rất là quan trọng. Nhưng mà có một số người anh em cái chúa thì đi làm từ thiện thì đã chụp ảnh đăng lên Facebook là khoe là tôi làm từ thiện đây, thì là đã có một cái phản hồi rất là mạnh mẽ lại, đó là sao anh đi anh lại đăng như thế, anh lại làm như thế, đăng lên mạng như thế thật là không không đúng lời Chúa. Thì mình nói là đúng là nó theo đúng cái cơ hội thánh này thì đúng là nó không đúng thật, nó không đúng thật, bởi vì nó mang tính chất là khoe khoang quá, làm mất đi cái thiện tâm. Thực ra thì trong một cái cộng đồng, trong cộng đồng lớn nó khác với mối quan hệ của hai người, hai người thì nó khác, mà mối quan hệ của hai một cái cộng đồng lớn nó khác. Chúa là Chúa đánh giá cái lòng ban cho, nhưng mà là ban cho không muốn nhận lại, tức là mình cứ ban cho thôi cả vì mình không nhận lại được cái gì từ cái việc ban cho đó, thì mới là cái điều mà Chúa đánh giá cao. Nên là Chúa không muốn là phô trương ra. Chúa nói là những ai mà đi làm từ thiện ấy mà phô trương ra cho người khác biết ấy, thì là người đó đã được phần thưởng của mình rồi, đã được người ta khen ngợi, đã được công chúng biết đến rồi, thì Chúa sẽ không ban thưởng nữa. Thì Chúa cũng nói rõ là như thế. Thế nhưng mà ngược lại như này, là các bạn biết là bây giờ bạn là một người giàu có mà người ta thường gọi là mạnh thường quân ấy, là một người giàu có, là người có ảnh hưởng xã hội, là người có địa vị trong cuộc sống, rồi các bạn đại diện cho một tập thể, hay là các bạn đứng ra kêu gọi cộng đồng đóng góp vào để tôi sẽ đích thân tôi đi làm cái việc này từ thiện này, sau đó là các bạn đi các bạn áp ảnh ngược lại là tôi đã làm cái từ thiện đi lại thế này đây, thì trong cái trường hợp hai người nó khác mà hả, cộng đồng nó khác, ví dụ như bạn cho tôi vay xong bạn đi khoe với hàng xóm hay là người nhà tôi là bạn đã cho tôi vay, điều đó nó khác. Nhưng mà cái việc này là bạn giúp đỡ một cái cộng đồng khác và khoe với một cộng đồng khác là tôi đã giúp đỡ cái cộng đồng này, thực ra ấy, thì trong cái cộng đồng họ đang nghèo khổ, đang khó khăn ấy, thì họ cứ nhận của bạn thôi, và không biết là họ có giúp đỡ lại bạn không, và thậm chí là cái nhận này nó là cái nhận một chiều thôi, họ nhận và gần như họ cũng không bao giờ nghĩ đến cái việc họ trả lại cho các bạn đâu. Thế cho nên là các bạn cảm giác như là mình đang bị mất, các bạn đang làm từ thiện nhưng cảm giác là bị mất, nên cho nên là chúng ta mới phải đăng cái đó, đăng cái ảnh đó lên trên mạng để người ta lấy lại cái vinh dự người ta, bởi vì người ta biết là những người này họ bị tai nạn, họ bị lũ lụt, bị dịch bệnh này, họ sẽ không có khả năng trả lại cho chúng ta, nên chúng ta mới làm việc đó. Thì so với hình thánh như thế là Chúa Giêsu, cho cái lời dạy của Chúa Giêsu là sai rồi. Thế nhưng mà cái việc ở đây nó xảy ra một cái yếu tố đó là xảy ra một cái yếu tố đó là cái cộng đồng của chúng ta ấy, thì thấy cái điều đó là bình thường. Cái cộng đồng mà người nhận nhận cái sự giúp đỡ họ cũng không quan tâm lắm, họ không quan tâm lắm, và cái người đăng lên thì lại thấy vui. Thì thực ra thì cái điều này nó là điều bình thường trong cái xã hội bây giờ rồi, nó không nhìn theo cái ánh mắt mà Chúa Giêsu nhìn. Nhưng mà Chúa Giêsu nhìn ở đây đấy là nhìn những người đạo đức giả thật các bạn ạ. Nhìn nhìn những người đạo đức giả đấy, thì người đạo đức giả ở cái chỗ là họ ở trong cái xã hội bình thường ấy, họ là người có địa vị xã hội, họ là người có đạo đức, họ là người có học thức, họ là người có danh tiếng, có thế trong xã hội. Thế nhưng mà dường như họ chẳng làm một cái việc gì nổi, hay là mà làm một cái việc gì tốt đẹp cho xã hội cả. Chỉ có đến khi có bão lũ hay là như thế, có bão lũ, có khó khăn này họ phải đứng ra thôi. Và khi cứ đứng ra thì đây là cơ hội họ chứng minh với cộng đồng là tôi là người có ích cho xã hội. Thì đó là cái ảnh họ đăng lên khi họ từ thiện. Thực ra thì Chúa đánh giá cái người như thế là người đạo đức giả. Tức là bình thường ấy, trong cái lối sống hàng ngày, mỗi một ngày bình thường, người chẳng bao giờ thấy giúp đỡ người lân cận, người chẳng bao giờ người thấy giúp đỡ kẻ khó khăn. Bình thường có những người một hai người thiếu thốn chỗ này đến vay ngươi, ngươi chẳng cho ấy, hay là ngươi giảng đạo, ngươi dạy đạo, nhưng mà ngươi chẳng sống theo nếp đạo cả, rồi là ngươi chỉ biết cái cuộc sống của riêng mình thôi, biết người khác nịnh bợ mình thôi. Nhưng nay đùng một phát có
có cái cơ hội này để chứng minh người ta là người giàu đây, thì ngươi vác tiền lên, ngươi ngươi đi 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 làm từ thiện, thì Chúa nói cái người đấy là đạo đức giả. Thế đây là cái đấy là về khía cạnh cộng đồng mà nó xảy ra trong dân do Thái ngày xưa như vậy rồi, nên Chúa Giêsu mới giảng cái bài giảng này. Nên là Chúa nói là cách ăn cách ở của cái những cái người đó là người đạo đức giả, là Chúa rất ghét. Thế thì còn về cái việc mà mình chia sẻ ở đây là Chúa khuyến khích, Chúa muốn là chúng ta phải làm từ thiện và chúng ta bố thí, nhưng mà Chúa muốn chúng ta đấy là bố thí một cách kín đáo, một cách kín giấu, một cách kín giấu đấy. Khi các bạn cứu giúp một ai đó đấy, các bạn cứ đưa cho họ, các bạn đừng mong nhận lại cái gì cả, đưa cho họ. Và thậm chí là có những người họ tế nhị đến mức độ đấy, họ giúp đỡ đấy, họ nhờ một người khác gửi cho cái người đấy và nói và giấu tên luôn, không cho biết là họ đã gửi, là họ tế nhị đến mức độ như vậy, và Chúa muốn cái sự tế nhị đó được xảy ra. Nhưng mà để nói đi nói lại ấy, thì mình không ủng hộ cái việc, mình nói thật là mình không ủng hộ cái việc mà đi làm từ thiện mà đăng ảnh lên mạng cho lắm. Thế nhưng mà mình vẫn khuyên các bạn ấy là khi đi làm từ thiện thì vẫn cứ nên chụp ảnh. Đấy, mình khuyên như vậy. Mình ý mình nói ở đây như này này. Thực ra là nếu như các bạn làm từ thiện cho cá nhân thì không sao, cho một mình bạn thôi, ví dụ như bạn giúp đỡ học đi, bạn cứ giấu tên, bạn đừng cho người khác biết là bạn giúp đỡ học à, và Chúa sẽ ban phước cho bạn. Lộc cũng không thể nào mà biết bạn là ai mà trả cái ơn là bạn đã giúp đỡ Lộc được. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ trả ơn đấy thay cho Lộc, với Đức Chúa Trời nói là người bố thí, người có lòng thương xót thì Đức Chúa Trời sẽ thương xót, người bố thí thì là Đức cho Đức Trời vay mượn, Đức Trời sẽ trả lại cho người, sẽ ban phước cho người. À, người bán gia tài mà cho kẻ nghèo thì đấy là đang tích của ở trên trời, thì đó là Chúa dạy như vậy rồi, các bạn cứ giấu. Thế nhưng mà khi mà các bạn đã đại diện, các bạn đại diện cho một cộng đồng, đại diện cho một tập thể, đại diện cho một tôn giáo hay đại diện cho một hội thánh đi làm từ thiện ấy, thì các bạn cũng hãy nên chụp ảnh, cũng hãy nên ghi tên, cũng hãy nên ghi lại số tiền và hay là ghi lại cái món quà các bạn đã từ thiện như này. Mình khuyên là như vậy. Thế nhưng mà các bạn khi các bạn chụp ảnh hay ghi hay là như thế, các bạn đừng có phô diễn trên mạng xã hội, đừng có chia sẻ cho người khác biết, đừng có công khai cho cộng đồng biết, hay là khoe cho nhiều người biết là hội thánh tôi đã làm cái này, chỗ tôi đã làm cái này, hay là phải khi các bạn giúp đỡ cái khu vực này phải bảo cái là cái người trưởng thôn hay người trưởng làng là phải đọc lên là hội thánh tôi ở chỗ này đã giúp đỡ từng việc. Không, ta không cần đấy đâu, chúng ta có chụp ảnh, ta có ghi tên và giữ lại để làm gì? Giữ lại đấy để một ngày nào đó có ai hỏi đến là cái hội thánh của mày đấy đã bao giờ giúp đỡ cho cộng đồng chưa, đã giờ làm được gì tốt cho đất nước chưa, hay chỉ biết thờ phượng Chúa thôi, hay là ngấm ngầm phản động, hay là làm cái việc gì đó không tốt, hay là chúng mày chỉ biết tôn giáo thôi, thì chúng ta sẽ có cái để chúng ta chứng minh là chúng ta là tôn giáo thật, là một cộng đồng theo đạo thật, nhưng mà chúng ta cũng để ý đến xã hội, chúng ta cũng quan tâm đến xã hội, cũng chúc phúc xã hội, cũng là một tế bào của xã hội đấy, thì là góp phần phát triển đất nước, thì chúng ta nên lưu giữ lại để chứng minh là hội thánh chúng ta có ích và có giá trị cho cộng đồng. Đấy, về cái mặt cái giá trị đó là giá trị thế gian, giá trị vật chất ở đời này, thì nói đúng là bất cứ một cái cộng đồng nào đều thuộc là một thành phần, là một tổ chức xã hội được nhà nước chấp thuận và công nhận, được chính phủ cấp phép, thì chúng ta nên làm những cái hành động như vậy để chứng minh cho nhà nước ta thấy là cộng đồng ta đáng được nhà nước bảo vệ và tôn trọng. Đấy, chúng ta đấy là cái ý mà Lộc nói. Nhưng mà cái việc mà mình nói thế này này là cái mục đích của hội thánh hay là cái mục đích của Tin Lành, của đạo Tin Lành chúng ta là không phải sinh ra là trở thành tổ chức, sinh ra là để biến chúng ta thành tổ chức, chúng ta không phải sinh ra là biến ta để thành tổ chức. Nó là cái điều cuối cùng mà mình nên nói, đó là chính là cái ý thứ tư, đó là Chúa dạy ở đây là việc làm từ thiện ấy nó tốt đẹp, đáng khích lệ và đáng được biểu dương, lên thấy được nhiều nên nên làm điều đó. Nhưng
đối với Chúa cái điều đó là một điều bình thường, là một điều tất lẽ dĩ ngẫu phải xảy ra xã hội, về vì Chúa tạo chúng ta có lòng thương xót và chúng ta phải làm cái việc thương xót. Nếu như chúng ta không làm hành động thương xót thì đó là một nghịch lý. Chúng ta thờ ơ với nỗi đau của người khác thì đó là thể đang thể hiện chúng ta là một con người không mang bản tính, không mang bản thể của Đức Chúa Trời. À, cho nên cái việc làm từ thiện là việc rất đối bình thường đối với trong mắt của Chúa, trong mắt của Chúa. Và chúng ta chắc chắn này, chúng ta đi từ thiện, chúng ta không bao giờ từ thiện nhiều tiền bằng những cái tổ chức ngoài đời được, hay tổ chức nhà nước được. Đó là tổ chức tin lành ta nó còn mỏng lắm, nó còn gọi là cũng có góp phần thôi. Đó, cái việc làm từ thiện đó nó cũng là một cái tất yếu bình thường phải có trong xã hội hàng ngày thôi, chúng ta cũng không cần phải phô trương gì quá cả. Chúng ta hiểu được rằng ấy, chúng ta đừng nhầm là chúng ta đừng nhầm là cái mục đích là hội thánh tin lành được sinh ra là phải để giúp đỡ cho cộng đồng hay giúp đỡ xã hội, mà cái điều mà đọc muốn chia sẻ với các bạn đó là các bạn hãy đọc kỹ Kinh Thánh, các bạn sẽ thấy là mục đích của Chúa Giêsu đến thế gian ấy là để rao giảng tin lành cho kẻ bị hư mất. Lộc muốn nói với các bạn là chân lý nào rồi cũng đến một cái mục đích cuối cùng, đó là mục đích của Chúa Giêsu đến với thế gian cũng giống như mục đích Chúa để lại hội thánh ở thế gian, đó là tin lành phải được giảng ra cho đến tận cùng trái đất. Mục đích của chúng ta không phải là từ thiện, nhưng chúng ta phải làm từ thiện và làm một cách kín dấu, làm một cách tốt đẹp, nhưng mục đích cuối cùng của chúng ta phải là rao giảng tin lành. Nếu như việc từ thiện không giúp đỡ ông ta truyền giáo được tin lành cho nhiều người tin Chúa, không mang được sự ảnh hưởng để giúp người ta biết đến Chúa Giêsu, thì cái việc làm từ thiện ấy, nó chỉ là việc làm của con người, nó không phải việc làm của Chúa. Và cái việc làm từ thiện đó là chỉ là bình thường đối với Chúa thôi, và cái việc làm từ thiện đó nó không góp phần cho cái việc tin lành của Chúa được phát triển ấy, thì cái việc làm nó Chúa có ghi nhận nếu như làm kín dấu thì chúng ta có phần thưởng ở trên trời. Thế nhưng mà các bạn biết này, các bạn cho người ta cái bánh để ăn, cái áo để mặc, giúp đỡ người ta trong lúc khó khăn, người ta sẽ yêu quý bạn thôi, nhưng người ta không yêu quý Chúa Giêsu. Người ta có thể được cứu rỗi về mặt thân thể ngay cái giờ phút họ đang đói, họ đang sắp chết, họ được cứu rỗi đến lúc đó, nhưng chúng ta không truyền giáo tin lành cho họ đó, thì họ vẫn chết về linh hồn. Cái điều quan trọng nhất là họ vẫn chết về linh hồn, dù là có giúp đỡ bạn đến đâu, giúp đỡ bạn đến thế nào, nhưng nếu như không truyền giáo cho bạn một tin lành là Chúa Giêsu đã chết thay cho bạn, chết thay cho mọi tội lỗi của bạn để bạn được cứu về mặt linh hồn, nếu mà nó không nói điều đó ra thì linh hồn người ta vẫn phải xuống địa ngục. Đối trong mắt của Chúa Giêsu nó phải là một phần góp phần cho người ta biết đến Chúa, biết đến tin lành, biết đến sự cứu rỗi của Chúa. Nếu như không là một phần góp phần cho người ta biết đến sự cứu rỗi của Chúa Giêsu thì cái việc làm đó là một việc làm gần như là nó trở lên là việc làm của con người đối với con người. Nó cũng giống như là các tổ chức khác thôi, cũng giống như các hội khác họ làm thôi. Hội chữ thập đỏ họ làm, hội nhà báo, hội nhà văn, hội trường học, hội công ty này công ty kia, cũng giống như tất cả một cộng đồng khác họ làm thôi. Thế cho nên thực ra là chúng ta cứ bàn về cái việc đăng ảnh lên xã hội hay không đăng ảnh lên mạng xã hội, hay làm thế này hay làm thế kia, phần thưởng lớn hay phần thưởng nhỏ, điều đó Lộc thấy nó không quan trọng lắm. Mà cái việc quan trọng này là tin lành, làm từ thiện là để tin lành được giảng ra đó. Chứ không phải chúng ta làm từ thiện để chúng ta mong được Chúa ban phước cho mình đó. Lộc thấy bạn khổ, Lộc giúp đỡ các bạn, lòng đã cứng lắm, Chúa đã thúc giục giúp đỡ các bạn, Lộc giúp đỡ, Lộc không biết là Chúa có ban phước hay không, ngoài Chúa sẽ như nào, nhưng mà nó quan trọng này là điều cuối cùng là tin lành phải được giảng ra. Còn tất cả các việc làm từ thiện khác mà không giúp cho tin lành được giảng ra thì đó là việc của con người, Chúa Giêsu không, không 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 ấy lắm. Và nếu như việc làm đó mà lại còn phô trương, mà lại còn làm theo kiểu hoành tráng cái kiểu ấy mình thì Chúa ghét lắm. Thế cho nên là nếu như mà cái việc làm từ thiện mà còn lại đi phô trương, mà lại khoe ra là chúng tôi đã làm, chúng tôi đã thế này thế kia, đã giúp đỡ, cái việc đó thì Chúa ghét lắm. Đọc nói thật đấy, Chúa chép trong Kinh Thánh rõ ràng, Chúa chép trong
Matthew chương 5 câu 46 này: Nếu các ngươi yêu kẻ yêu mình thì có được tưởng gì đâu, những kẻ thu thuế cũng làm như vậy. Nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình thôi thì có gì hơn ai, người ngoại chẳng làm như vậy sao? Chúa nói là người ngoại chẳng làm như thế sao? Thế thì hãy nên trọn vẹn như các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Trọn vẹn là gì? Chúa muốn chúng ta phải giảng được tin lành ra. Thực ra thì chúng ta giúp đỡ người nghèo khổ, cái người ngoài đời, người bình thường họ giúp đỡ được. Thực ra là như vậy. Chúa nói thẳng như vậy luôn. Người ngoại há chẳng làm được như vậy sao? Chúng ta là người tin lành, chúng ta làm việc đó là một điều bình thường, đó là công việc của con người. Những người ngoại họ cũng làm như vậy cơ mà, nó gì đến chúng ta. Nên là nó muốn chia sẻ với các bạn ở đây là các bạn phải định hình lại cái việc từ thiện này, nó không, nó là việc của con người. Chúa tạo ra cái bản năng từ thiện trong con người rồi, và chúng ta làm từ thiện nó là việc bình thường. Thế nhưng mà chúng ta lại đi phô trương, đi khoe, rồi lại đi vinh danh, đi thanh thế, và nghĩ rằng là cái việc từ thiện này sẽ giúp cho tin lành được phát triển theo cái hình thức là phải đăng lên mạng và như này cái khác để cho tin lành cũng có này khác. Thực ra không bao giờ, tin lành là tin lành. Các bạn ví dụ các bạn giúp đỡ Lộc, Lộc chưa biết đến Chúa, nhưng Lộc đang lâm vào cái tình cả cảnh nó hơi khốn, còn khốn khổ một chút, nên các bạn đến giúp đỡ Lộc, các bạn cho Lộc tiền hay là cho Lộc cái gì đó vào cái lúc mà Lộc đang cần á, rồi nhân cơ hội đó là các bạn làm quen với Lộc, rồi là lấy số điện thoại và chăm sóc Lộc, giới thiệu Lộc về Chúa Giêsu theo đạo, thế này thế kia này này khác, và khi Lộc tin Chúa Giêsu, Lộc Lộc trở thành một thành viên trong hội thánh, thì các bạn mới giảng giảng về là ngày đấy là làm từ thiện, là giúp đỡ Lộc thật, nhưng mà cũng là một cái cơ hội để chúng ta biết đến nhau và cơ hội để Lộc biết đến Chúa, thì đấy nó là một cái điều tốt nhất. Thực ra thì rất nhiều anh chị em ở khu vực ở Lộc sống xung quanh đây là những anh chị em theo Chúa đấy, là những người có điều kiện khá giả, họ có điều kiện khá giả, có thu nhập tốt, họ cũng đi làm cái việc từ thiện này. Chúa nói là hãy giảng tin lành cho người nghèo, và họ cũng làm đúng cái khung thánh đó. Họ biết là người giàu rất khó truyền giảng tin lành cho họ, cho người người giàu, người giàu rất khó nhận tin tin lành ấy, thì họ cứ truyền giao tin lành cho người nghèo. Thì khi muốn truyền giao tin lành được thì phải phải giảm bớt cái khoảng cách, đó là mình đến mình từ thiện cho họ, mình giúp đỡ họ. Họ sống bao nhiêu năm trong cái nhà lụp xụp quá thì mình mở quỹ tình thương, mình xây nhà lại, xây cái nhà nó mấy chục triệu thôi nhưng mà ý nặng xây lại cho họ, rồi là cũng giúp đỡ họ chạy đường ống nước, chạy dây điện, rồi là cũng tặng quà họ, rồi thỉnh thoảng cũng đến hỏi thăm bệnh tật của họ nào, rồi giúp đỡ đồng quà tấm bánh, tiền thuốc tiền thang. Ta có làm việc đó, có làm việc đó rồi truyền giáo tin lành như họ. Thế nhưng mà nó xảy ra một cái thái cực, đó là xảy ra một cái thái cực, đó là chúng ta lại dựa vào từ thiện để rao giảng tin lành, thì cái người mà nhận cái lòng nhận từ từ thiện ấy, họ họ thấy là họ đang rất là cần tiền, họ đã rất cần sự giúp đỡ, nên họ cứ giả vờ nghe tin lành, họ cứ giả vờ nghe người ta dạy đạo và giảng đạo, họ giả vờ nghe thôi, họ giả vờ nghe để rồi khi sau khi chúng ta nói chuyện xong, sau khi giảng đạo xong, ta cho họ tiền, cho nên họ thích đã, họ thích xong rồi họ về họ lại quên hết những gì mình nói, bởi vì cái mục đích của họ là họ cứ gật gật họ họ nghe nghe, bởi vì cuối cùng là chúng ta đến là chúng ta giúp đỡ họ, cho họ tiền rồi để chúng ta giảng tin lành, thì họ cứ giả vờ họ cứ nghe chúng ta thôi. Đấy, họ giả vờ nghe chúng ta để họ nhận cái tiền từ thiện chúng ta. Thế thì một số anh em đi làm cái việc đó, họ thấy việc này không ổn, việc này không ổn, đó là bị con cái Chúa bị lợi dụng nhiều quá, bị lợi dụng nhiều quá. Người ta nghĩ là nghe giảng đạo hay là tin đạo tin lành thì được tiền, họ lúc nào đến họ cũng nghĩ về tiền thôi, chứ còn tin lành họ không theo lắm. Thì cho nên là về sau nào có những anh em họ cũng bỏ cái việc từ thiện này, họ không làm nữa, họ không làm nữa, và họ phải tìm những con người nào thật sự thiện cảm với tin lành và giúp đỡ thật, và họ tách biệt cái việc tin lành là tin lành rao giảng tin lành ra riêng với việc từ thiện, và việc từ thiện nó ra riêng với việc tin lành. Thì cái việc truyền giáo và việc từ thiện nó không nên lẫn lộn với nhau nữa, thì nó mới mới là cái tốt, bởi vì từ thiện là Chúa đã tạo ra từ ngay ban đầu như vậy rồi nha. Thì đấy, tôi chia sẻ như vậy có lẽ là nó rõ ràng rồi, thì hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo nhé. Các bạn có ý đồ gì, ý muốn gì cứ comment ngay cái video nhé, và Và xin cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.